Vào 19h45 phút ngày 11 tháng 6 trên quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Nà Ước, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Phi Thị Thanh Hương, sinh năm 1979, trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm 2 bánh heroin, 0,8 kg ma túy dạng đá, 1.973 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ một người đàn ông không rõ danh tính với số tiền 286 triệu đồng tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đang trên đường vận chuyển về Hà Nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.